Xin chào các bạn. Có lẽ khi nghe các bản tin thời sự hay theo dõi báo chí, chúng ta chắc từng một vài lần nghe đến cái tên Senkaku hay Điếu Ngư. Đây là một trong những quần đảo nhỏ bé nằm trên biển Hoa Đông. Cũng tương tự như quần đảo Trường Sa hay Hoàng Sa của Việt Nam trên biển Đông, nhưng phải hứng chịu rất nhiều căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ. Với quần đảo Senkaku, đây là cái tên do người Nhật Bản gọi, còn Trung Quốc gọi quần đảo này là Điếu Ngư. Vì sao lại có những tranh chấp năm này qua năm khác như vậy? Và quần đảo này thì có điều gì giá trị? Đầu tiên phải biết rằng Senkaku hay Điếu Ngư là một quần đảo rất nhỏ. Nó gồm 5 đảo không có người ở và 3 bãi đá trơ trọi giữa biển, có kích cỡ từ 800m² đến khoảng 4,32km². Senkaku là quần đảo xa nhất của Okinawa, cách đảo Ishigaki gần 170km về phía tây. Đây là một trong những đảo xa nhất của lãnh thổ Nhật Bản. Hòn đảo này có một quá khứ rất đặc biệt. Nếu xét theo nguyên tắc sở hữu pháp luật, câu trả lời sẽ rất đơn giản: Nhật Bản là chủ sở hữu của nó. Quốc gia này tuyên bố đã phát hiện ra quần đảo này, một vùng đất vô chủ, vào năm 1884. Khi đó, một thương gia người Nhật tên là Koga Tatsushiro bắt đầu khám phá và tiến hành khai thác lông của loài chim hải âu lớn để làm chăn nệm. Ở trên quần đảo này có loài chim hải âu lớn đặc hữu trên thế giới. Chúng cho trứng và lông vào cuối mùa đông. Những con chim hải âu nặng đến từ 5 đến 7kg cho rất nhiều lông và trứng. Gia đình Koga Tatsushiro được phép khai thác độc quyền lông chim trên đảo Senkaku đến 30 năm. Nhưng chỉ được 4 năm đến năm 1890 thì lông chim đã cạn kiệt. Sau khi nguồn lông chim hải âu cạn kiệt, người dân trên đảo bắt đầu chuyển sang đánh bắt cá ngừ sông khô, sắt mỏng theo tiếng địa phương gọi là Katsuobushi. Đây cũng là thời kỳ hưng thịnh nhất của Senkaku với hơn 200 ngư dân sinh sống. Năm 2018, ông chủ của những xưởng cá ngừ khô Katsuobushi nổi tiếng ở đảo Senkaku, ông Koga Tatsushiro qua đời. Người con trai ông kế tục sự nghiệp. Nhưng chỉ đúng một năm sau, những xưởng sản xuất Katsuobushi được rời về đảo Ishigaki cách Senkaku 170km. Sự ra đi của những xưởng sản xuất cá ngừ khiến sự sống ở quần đảo Senkaku bắt đầu lụi tàn. Các cư dân trên đảo cũng lần lượt quay về quê cũ. Và đến năm 1938 thì quần đảo này chính thức không còn người sinh sống nữa. Sau thất bại của Nhật Bản vào năm 1945 trong Thế chiến thứ 2, quyền kiểm soát quần đảo này rơi vào tay người Mỹ. Và quốc gia này sử dụng quần đảo nhằm thử nghiệm việc ném bom. Năm 1971, Hoa Kỳ trao trả lại quyền kiểm soát Okinawa, bao gồm cả quần đảo này cho Nhật Bản. Nhưng từ năm 1972, Trung Quốc và Đài Loan cũng đã tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này. Đã có những tranh chấp bắt đầu từ đó. Và sau khi các hòn đảo được Nhật Bản quốc hữu hóa vào năm 2013, căng thẳng đã liên tục leo thang tại đây. Hiện giờ, Senkaku vẫn là một hòn đảo không có người ở. Vậy tại sao nó lại trở thành chủ đề tranh cãi nóng như vậy rất nhiều năm qua? Thậm chí đã có những căng thẳng gần dẫn đến giao tranh giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Câu trả lời đơn giản nhất và dễ dàng nhất có lẽ là dầu thô và khí đốt. Nhiều người cho rằng Senkaku hay Điếu Ngư nằm trên tuyến đường biển chiến lược và được cho là có nguồn tài nguyên khoáng sản lớn, đặc biệt là có trữ lượng khổng lồ về dầu thô và khí đốt. Theo các nguồn tin, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ lên tiếng đòi chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư vào ngày 30 tháng 12 năm 1971 sau khi đã phát hiện mỏ dầu và khí đốt trên thềm lục địa gần với đảo này. Trung Quốc nói rằng quần đảo này đã được tuyên bố là lãnh thổ Trung Quốc bản địa kể từ thời triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Và đây cũng là khởi đầu của cuộc xung đột lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Trữ lượng dầu mỏ và khí đốt cụ thể bao nhiêu thì không ai rõ, vì việc thăm dò ở đây là cực kỳ khó. Nhưng người ta đảm bảo chắc chắn rằng ở đây có nguồn tài nguyên quan trọng này. Trong bối cảnh dầu mỏ và khí đốt trên thế giới ngày càng cạn kiệt, việc tìm ra những mỏ mới sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho phát triển kinh tế. Thế nên dễ hiểu vì sao cả Nhật Bản và Trung Quốc lại tranh chấp quyết liệt đến như vậy. Ngoài ra, nguồn lợi hải sản là một lý do khác được nêu ra để lý giải cuộc tranh cãi này. Tương tự như dầu mỏ và khí đốt, vùng biển này được xem là một ngư trường khổng lồ mà nước nào có được quyền quản lý sẽ có nguồn hải sản vô tận mà không cần phải đi xa hàng nghìn dặm để đánh bắt. Nhật Bản hiểu điều này hơn ai hết khi họ từng có những gia đình, thậm chí cả trăm gia đình sinh sống tại quần đảo để khai thác hải sản. Ở đây từng có món ăn rất nổi tiếng là cá ngừ khô. Đặc sản mà chúng ta đề cập ở phần trước, Katsuobushi ở Senkaku thời đó rất nổi tiếng và được bán khắp nơi tại Nhật Bản. Để sử dụng Katsuobushi, người ta phải dùng một thiết bị sắc nhọn bào mỏng thịt cá ngừ ra và nấu chín trong nước, cho ra một thứ súp có vị thơm ngon rất lạ
Thế nhưng theo nhiều nhà nghiên cứu, vấn đề không chỉ dừng lại ở tài nguyên mà còn là yếu tố lịch sử. Thoạt nhìn, nguyên nhân tranh chấp là khí đốt và dầu thô. Nhưng điều quan trọng mà ít người muốn nhắc đến chính là những di chứng để lại từ Thế chiến thứ hai. Tất cả những động thái này đều bắt nguồn từ cách Thế chiến thứ hai kết thúc. Mọi chuyện không đơn giản là vấn đề lãnh thổ, mà trước nhất và quan trọng nhất là lòng tự hào dân tộc. Theo phân tích của các nhà nghiên cứu, Hiệp ước Hòa bình San Francisco chỉ giải quyết được những vấn đề trong chiến tranh cũng như hậu chiến tranh giữa Nhật và phe đồng minh, trong khi những quốc gia yếu hơn vào thời kỳ đó không được quan tâm. Thậm chí, Trung Quốc còn không được tham dự các cuộc đàm phán và không hề có tên trong Hiệp ước San Francisco. Trong giai đoạn từ đầu thế kỷ 21 đến nay, căng thẳng tại khu vực quần đảo Senkaku hay Trung Quốc gọi là điếu ngư này ngày càng gia tăng. Vào năm 2008, số lần tàu Trung Quốc tiến vào vùng biển chủ quyền Nhật Bản quanh Senkaku là khoảng 1 lần một năm. Thì từ năm 2012, số lần này đã tăng lên nhanh chóng từ 3 đến 4 lần mỗi tháng. Kích cỡ các con tàu cũng ngày càng tăng, từ tàu tải trọng trên 3.000 tấn đến những con tàu 5.000 tấn. Và vào tháng 7 năm 2016, còn xuất hiện những con tàu trên 10.000 tấn. Từ tháng 12 năm 2015, các tàu Trung Quốc cũng đã có các dấu hiệu cho thấy chúng được trang bị cả vũ khí. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 8 năm 2016, các tàu Trung Quốc đã gia tăng mạnh mẽ hoạt động quanh khu vực Senkaku. Có thời điểm, có tới 15 tàu của chính phủ Trung Quốc cùng hàng trăm tàu cá đã tiến vào vùng biển quanh Senkaku. Trung Quốc cũng gia tăng mạnh mẽ các hoạt động trên không. Thậm chí, nước này cũng đã hạ đặt giàn khoan di động tại khu vực gần đường ranh giới chạy dọc vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và gần các mỏ dầu khí. Ngoài ra, một giàn khoan di động khác cũng tiến hành hoạt động thăm dò nhằm khai thác dầu khí trên biển Hoa Đông. Thậm chí Trung Quốc không chỉ đơn phương thăm dò dầu khí mà còn tiến hành xây dựng nhiều cơ sở tại khu vực ranh giới. Những hành động kiểu này khá quen thuộc và nó khiến Nhật Bản vô cùng bức xúc. Căng thẳng leo thang tới mức Tokyo cho biết là tuần duyên Nhật Bản được phép bắn vào tàu nước ngoài, đặc biệt trong trường hợp mưu toan đổ bộ lên các đảo của Senkaku. Trước đây, lực lượng tuần duyên Nhật Bản chỉ được phép nổ súng vào tàu nước ngoài trong trường hợp tự vệ và chạy trốn. Thế nhưng kể từ nay, lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật Bản có thể bắn vào các tàu công vụ nước ngoài nếu mưu toan đổ bộ lên quần đảo Senkaku. Một hành vi bị liệt vào diện trọng tội. Quyết định của Nhật Bản là một sự thay đổi rất lớn, vì kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc, tàu Nhật Bản chỉ có thể khai hỏa sau khi bị tấn công trước, theo đúng tinh thần hiến pháp chủ hòa hiện hành. Đến bây giờ, việc các tàu Trung Quốc xâm nhập khu vực tranh chấp hay các hành động khiêu khích tương tự vẫn cứ diễn ra như cơm bữa. Quần đảo Senkaku không có người ở, nhưng vẫn vô cùng ồn ào vì các tranh chấp ở khắp mọi nơi. Trước đây, dù người dân không ở hẳn trên đảo Senkaku, nhưng quần đảo này vẫn là nơi tới lui của các ngư dân Okinawa, đặc biệt là lúc họ đi tránh gió bão hoặc lấy nước ngọt sau những ngày dài đánh bắt cá trên biển. Nhưng giờ ngư dân Nhật Bản không còn lui tới khu vực này để đánh cá nữa, bởi các nhà chức trách khuyến cáo rằng đó là vùng biển nguy hiểm và nhiệm vụ bảo vệ biển đảo là thuộc về các cơ quan chấp pháp chứ không phải nhiệm vụ của ngư dân. Hy vọng qua video này các bạn đã biết thêm một chút về quần đảo Senkaku hay Trung Quốc gọi là điếu ngư, một nơi là đề tài nóng của biển đảo quốc tế trong vòng nhiều năm trở lại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay trên kênh Thông tin Đó Đây. Trước khi rời đi, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho ekip nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.